Giặt thẻ cho bả đi qua. Ăn hết nồi hay gọt đi đi. Giặt cho bả một cái đi. Giặt cái thẻ cho bả. Rồi đi qua. Còn luôn đi ở đây ha. Ở đây chính giữa nữa có một hàng đi nè. Đó. Thấy không? Ở đây xe chính giữa là chạy nhanh nha. Ở xuống dưới đây là tàu số 7 nè các bạn. Đó, là xuống đây ha. Còn bây giờ mình đi tàu em đi lên nữa phụ. Đi em nữa, cái này ở trên đây ha. Ở đây xuống nữa đi lên nữa nè, nhiều chỗ lắm các bạn ơi, đi dốc ra nhiều hầm xe lửa lắm nha. Đó, của mình là đi lên nữa nha. Đó, đi lên nữa nè. Mình đi tàu em nè. Đó, tàu em là nó chỉ lên trển thì mình lên trển. À, tự nhiên ở trong hầm có 4 tầng nha các bạn. Đó, đi tàu em mình phải đi các hướng này nè. Đó, nó chỉ có mũi tên, mình đi theo các mũi tên nha, nhiều lớp nó lớn lắm. Nè, tàu em nè, tàu em đi vô đây nha. Ở phía đây. Đó, đi vô đây nè. Đó, lớn lắm á, đi dài vô chỗ đón tàu em nha. Hãy lộn vào phụ tài à. Cũng anh ấy vào hạ tới cái chẳng chung á, chẳng sợ không á, chẳng lại tì thịt nha. Ý, lấy lớn nữa, đóng cửa rồi, mày biết. Đó nó đó nó không cửa rồi. Phải thì hơi mãi với ca rồi hơi chỗ là. Chiếc xe này đi có chiếc xe khác loại nè. Ở đâu quên đây em nón lại. Chứ vậy đừng có hắt mà bắn cả. Ờ người ta cho á. Người ta cho miễn phí. Ở đó hơi hơi còn cũ mà. Nè xe lửa của New York nè các bạn. Đó. Ừ. Bỏ xe mà. Mới về lì mà. Bỏ xe thì hả chứ đó. Hay ra. Ừ, đợi chút đó, nó cần rồi đi. Có cô này á các bạn, lần thứ nhất đến New York á, dẫn đi chơi mà hỏi chiếc này là cái gì. Cái này là xe lửa đó các bạn. Cô này cổ qua New York nên hả dẫn cổ đi chơi tham quan New York nha các bạn. Dẫn các bạn cùng đi chơi nha, xem nha. Đi bao lâu mới tới? Từ nhà Liên đi á thì khoảng nửa tiếng thôi ha. Nha. À. Rồi bây giờ chiếc xe lửa sẽ chạy dưới hầm đi ở dưới đáy biển nha các bạn. Với ca coi phỏ xe dĩ kiến hay lọt cho cái sụi tù ở tù cháu cảnh hãy tì hà sách có tù. Ừ, chạy xuống hầm rồi đó. Hồi nãy là chạy chơi, bây giờ là chạy dưới đất á, ở dưới biển á. À, hạ biển là cái phía con chàng á. Dưới hà kia kêu tì hà thi ta, chỗ tì hà là sụi tù ở tù à. New York nè các bạn, cao chưa? Bữa hôm nay là chợ đẹp nha các bạn. Đó, chị đó dành hàng. Đó. Cái hàng là hơi có đồ đó ơi. Ơi. Hàng rồi. Mình đi đây nha các bạn, đây nó đẹp lắm, bạn đông người lắm nha. Đó. Đi chứ ra kỹ sợ. Ở thấy tủ mình đã thầu lắm ha. Nó nói mình quay phim như vậy coi chừng đụng đầu người ta. Mày á cái gì thọt đã thầu á. Này. Đông người lắm các bạn ơi. Hữu tôi dành cái hàng liễn sai lùng á dòng kim chỗ lị rồi là. À. Yeah. Okay.
New York đẹp lắm các bạn. Các bạn nào yêu thích xuống New York chơi nha, say hello Liên dẫn đi chơi. Đẹp lắm. Mấy người bạn trẻ không ha, mấy người trẻ không có người lớn tuổi đi. Đông người đó, nghẹt đường nghẹt xá luôn. Hủ Len lậu giật. Du lịch đến New York à. À, cái gì vậy ở đây? Rồi, mấy người trẻ xuống đây dạo phố Manhattan, New York nha. À, thấy đi tụ hầm lẳng hầu sáng dành dầu lịch coi lì liệu, giáp quân này hầu sáng chạy hàng. Đó, du lịch New York các bạn. các bạn nào yêu thích thì xuống New York chơi ha. Say hello Liên dẫn đi chơi. Đấy. À, mấy người trẻ không à. Ừ. À, mấy người trẻ không à, xuống đây New York chơi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình lên từng chân ngồi nha. Ở đây cá sợn hơi lầu sợn có đồ sọ ha. Ấy lầu ơi, biết ngồi hơi cay cùi ở hầu xong hơi sọ. Ai mà đi dạo chơi mệt mỏi quá thì ngồi cái lầu thang này ha. À. Welcome to New York City. Đây các bạn ơi, New York nè, tối đó như vậy đó các bạn nhá. Biết anh sợ chưa? À, khúc này là không có chạy xe nha các bạn, khúc này trung tâm á, trung tâm để người ta dạo chơi ha. Ý đồ bị mũ xe chậu ha, đi tàu hay chập chung lý tàu dạy dạch tôi cẩm dẫn dạy dạch tôi hay cẩm dẫn cầm to dành ha. Nơi đây là trung tâm du lịch của New York, các nước đổ xuống toàn tập trung ở nơi đây chơi. Mũi với cò ca lì tu lậu giọt tay chặt chung tù lì. Mệt quá rồi, đi đây ngồi. Ai cũng ngồi ở đây chơi á các bạn ơi. Nha. Có co thấy tù trọ lậu thấy ha. Ủ to dành thấy tù. Đó. Đó, các bạn ơi, người ta ngồi ở đây chơi các bạn. Nha. Đó. Đó, đây là ngoài sau lưng ha, ngoài trước nha. Đó, ở dưới đó các bạn. Rồi đi chưa? Đi chưa? Rồi đi. Đi tiếp nữa các bạn ơi. How much this one? Yeah, take, just take three for buy two, one free. How much?
7.99 một cái nha, mua 2 cái 14 đồng thì tặng một cái. Đó, giờ du lịch New York rồi mua mấy cái quà tặng cho bạn á. À, đó, cái này nữa nè, đó. Cái này để mở khóa nha các bạn. Đó, bây giờ mình mua vài cái để tặng người ta ha. Để tặng bạn bè. À, đúng rồi, ở đây có giá nè, hỏi nữa nè, 799 là 8 đồng ha. À, 3 cái là 15 đồng. 3 cái 15 đồng á. À, là cái này thôi nha. Đó, mấy con gấu đứng sau lưng chụp hình quay phim là phải trả 20 đô nhé các bạn, không có gì miễn phí nhé các bạn. Tại cho cậu dùng lại chỉ là quảnh xỉn nè. Để đưa đi. Ok. Nghĩ dù vậy á, chẹt chứ mấy đồ. Quảnh xỉn diễn sang lục diễn vừa bị gì sập manh. Nón đeo không? Đó. Nón tự do nữ thần tượng nè, nón gì cũng có nè. Đó, mãi mãi. Thôi thôi đi. Đó. Lại đó, xuống dưới đây nè, món mấy cái nón nè. Đó. Gì nè. Ô, xôi. Đó, đợi một lát xuống tới chút xíu mà sáng chân luôn á nha. Đó. Bố à, viết về tối dành ấy rồi. À, đi chơi mệt mỏi quá rồi các bạn, bây giờ phải kiếm đồ ăn ha. Chắc là thì hàng đô cái cùi là giờ hồi quảnh về xịt. Cảm ơn tối chè tại cá sâu thảy ha. Cảm ơn cả nhà xem video nhé. Bạn này du lịch New York chơi nhé. Mệt mỏi rồi bây giờ phải kiếm đồ ăn. Go to New York and vacation New York. She is from Vietnam coming vacation. So visit. So we are tired right now. We want to take something to eat, okay? So thank you for watching. If you like, please subscribe. Thank you.